Emily kính chào tái ngũ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 10 tháng 11 năm 2023 do đội ngũ ban biên tập Epoch Time thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng thống Trump lên tiếng khi thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Joe Manchin sẽ không tái tranh cử. Tâm vé gà cuối cùng vào năm 2024, đây mới là cái tên được Tổng thống Trump chọn làm phó tổng thống. Mỹ trừng phạt NLG của Nga, một mũi tên trúng Hà đích. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Chu Manchin sẽ không tái tranh cử vào năm 2024. Điều này có thể sẽ chuyển giao ghế của mình cho một đảng viên Cộng Hòa. Ông Manchin giữ chức Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ năm 2010. Ông nói trong một tuyên bố, sau nhiều tháng cân nhắc và trò chuyện lâu dài với gia đình. Tận đáy lòng tôi tin rằng tôi đã hoàn thành những gì tôi đặt ra cho Tây Virginia. Tôi đã đưa ra một trong những quyết định khó khăn nhất cuộc đời mình và quyết định rằng tôi sẽ không tái tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ. Nhưng những gì tôi sẽ làm là đi khắp đất nước và lên tiếng để xem liệu có ai quan tâm đến việc tạo ra một phong trào huy động một tầng lớp trung lưu và gắn kết người Mỹ lại với nhau hay không. Tổng thống Trump lập tức đáp trả quyết định nghỉ hưu của Manchin nói trên Twitter rằng: "Bởi vì tôi đã tán thành công lý Big Dream của Tây Virginia cho thượng viện Hoa Kỳ và ông ấy đã nắm quyền chỉ huy nên đảng viên Đảng Dân chủ Joe Manchin đã quyết định không tái tranh cử. Có vẻ tốt cho Big Dream. Thông đốc Đảng Cộng hòa của Tây Virginia Jim Justice đã đưa ra nỗ lực giành lấy ghế của Joe Manchin vào đầu năm nay. Justy đã công bố chiến dịch của mình vào tháng 4 tại The Green Beer ở Super Spring. Theo Politico, Justy đã được Ủy ban Thượng viện Đảng Cộng hòa Quốc gia tuyển dụng rất nhiều và có tiềm năng lớn cho vị trí tại Thượng viện. Tấm vé MAGA cuối cùng vào năm 2024, đây mới là cái tên được Tổng thống Trump chọn làm phó tổng thống. Quý vị thân mến, liệu tấm vé MAGA cuối cùng có thể thực sự xảy ra vào năm 2024? khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục thống trị các cuộc thăm dò sơ bộ của đảng Cộng hòa. Sự chú ý sẽ sớm chuyển sang việc ông sẽ chọn ai làm người thừa kế. Tất cả các bản cáo trạng gần đây của phe cánh tả nhắm vào cựu Tổng thống dường như chỉ củng cố vị thế của ông về mặt chính trị trong số các đảng viên Cộng hòa trong cuộc thăm dò gần đây. Thưa quý vị, nếu kết quả đề bạc cuối cùng là cựu Tổng thống Trump, rõ ràng ông sẽ tìm kiếm một người có thể hỗ trợ mình một cách hiệu quả để chống lại đám sâu bọ cánh tả. Thưa quý vị, vì là người liên danh với Tổng thống Trump, nên Emily nhận thấy danh sách ứng cử vào vị trí này có vẻ ngày càng dài. Một số công khai hoan nghênh sự căng nhắc hoặc tin đồn, còn những người khác thì đang né điều đó, cũng giúp Tổng thống Trump thúc đẩy mưu đồ khiến ông luôn chiếm ưu thế trong cuộc trò chuyện và đánh bại các đối thủ cạnh tranh. Những cái tên như là Carrie Lee, dân biểu Ali Stefanik và thống đốc Nam Dakota Christy đã được đồn đại trong nhiều tháng qua. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi mà ngày hôm qua dường như đã mở ra khả năng Tổng thống Trump có thể chọn một người tuân thủ chặt chẽ nhất các nguyên tắc dân túy, nước Mỹ trên hết của ông. Người đàn ông đó không ai khác chính là cựu người dẫn chương trình Fox News và hiện là ngôi sao của mạng xã hội X, ông Tucker Carlson. Tổng thống Donald Trump tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh với Clay Travis và Bob Sexton rằng ông sẽ cân nhắc chọn Tucker làm người đồng hành của mình. Ông ấy cũng đưa ra một số lý do thú vị tại sao ông ấy có thể đưa ra lựa chọn này. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng cuộc phỏng vấn của ông với Tucker trong cuộc tranh luận đầu tiên của Tổng thống GOP đã thu hút xếp hạng kỷ lục và tiếp tục nói rằng họ có những chính sách thông thường giống nhau, đặc biệt là khi nói đến an ninh biên giới. Cụ thể, khi được Travis hỏi rằng Tổng thống Trump, ông có cân nhắc Tucker Carlson trong danh sách phó tổng thống của mình hay không và có bao nhiêu cái tên có thể có trong danh sách đó khi ông ngồi và khảo sát lĩnh vực chính trị. Tổng thống Trump đáp rằng, Tucker muốn thực hiện một cuộc phỏng vấn trong cuộc tranh luận đầu tiên và chúng tôi đã phá vỡ mọi kỷ lục trong lịch sử. Tôi nghĩ nó đã thu hút được hơn 300 triệu người. Tôi thích Tucker rất nhiều. Tôi đoán là có thể anh ấy có cùng lý tưởng tuyệt vời giống tôi. Bạn biết đấy, khi bạn nói các bạn là người bảo thủ hoặc tôi là người bảo thủ, không phải là chúng tôi bảo thủ, chúng tôi có lý tưởng chung. Chúng tôi muốn có những biên giới an toàn, chúng tôi muốn có một bức tường vì những bức tường có tác dụng. Quan điểm nước Mỹ trên hết của Tucker cùng với ý tưởng rằng ông có thể tăng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu dựa trên cuộc phỏng vấn với Tổng thống Trump cho thấy ông có thể có lợi thế trong việc giành được tấm vé ủng hộ Tổng thống Trump. Đây là điều chắc chắn sẽ làm cho quốc gia MAGA hạnh phúc. Tuy nhiên, vẫn còn một câu hỏi mở là liệu Tucker có thực sự nhận công việc đó nếu được đề nghị hay không. Điều này có nghĩa là bỏ qua hàng triệu đô la và có thể phải nhượng lại một phần ảnh hưởng của ông ấy. Tuy nhiên, cả hai người đều có tình yêu lớn đối với nước Mỹ nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mỹ trừng phạt NLG của Nga một mũi tên trúng hai đích. Thưa quý vị, vào tuần trước, Mỹ đã áp đặt một lệnh trừng phạt mới lên dự án Arctic LNG-2 của Nga. Dự án LNG quy mô lớn thứ ba của quốc gia này nhằm hạn chế hoạt động sản xuất năng lượng trong tương lai của Nga. Đây là đòn trừng phạt tiếp theo của Mỹ nhằm vào Nga sau khi quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới xung đột với nước láng giềng Ukraine một mặt, hành động này được hy vọng sẽ làm giảm doanh thu từ khí đốt của Nga, một nguồn thu rất quan trọng khi cùng với dầu mỏ chiếm tới 28% tổng thu ngân sách của Nga trong 10 tháng đầu năm nay. Đặc biệt hơn nữa thì sau khi châu Âu từ chối mua khí đốt của Nga, sau khi xung đột Nga và Ukraine nổ ra vào năm ngoái, Nga gặp khó khăn trong việc tìm khách hàng mới cho khí đốt của mình khi việc vận chuyển khí đốt phụ thuộc vào các đường ống có sẵn. Khi đó, thì LNG đã trở thành cứu cánh của quốc gia này. Thưa quý vị, dự án Arctic 2 là dự án LNG quy mô lớn thứ ba của Nga. Nó có vai trò quan trọng trong kế hoạch Nga nhằm mở rộng thị trường LNG toàn cầu lên 20% vào năm 2035 từ mức 8% hiện nay. Đầu tháng này, Nga đã thể hiện tham vọng của mình trong thị trường LNG sau khi Tổng thống Putin ký ban hành luật cho phép các công ty do chính phủ nắm giữ đa số cổ phần được xuất khẩu LNG từ 36 mỏ nằm ở phía Bắc. Động thái này sẽ cho phép Nga tận dụng trữ lượng khí đốt khổng lồ ở xa hệ thống truyền tải và tạo điều kiện cho việc tăng quy mô sản xuất và xuất khẩu LNG. Vào tháng 10, Duma, quốc gia tức Hạ viện Nga, đã phê chuẩn sửa đổi luật xuất khẩu khí đốt của Nga cho phép Novatech sử dụng bất kỳ mỏ nào trong nước làm nguồn khí đốt cho các dự án LNG trong tương lai của mình. Quyết định được đưa ra bất chấp các cảnh báo từ Gazprom về nguy cơ xảy ra tình trạng thiếu hụt khí đốt cho thị trường nội địa. Mỹ hiện nay là nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới, với sản lượng tháng 10 đạt 7,92 triệu tấn, chỉ thấp hơn một chút so với con số kỷ lục từ trước đến giờ là 8,01 triệu tấn ghi nhận vào tháng 4 theo dữ liệu của Tập đoàn Giao dịch Chứng khoán London. Thưa quý vị, các nhà cung cấp LNG của Mỹ trực tiếp hưởng lợi từ nhu cầu gia tăng sau khi EU dầm chấm dứt sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Trong khi đó, thì đối mặt với nguy cơ thiếu hụt tiềm tàng, các nước châu Âu đã phải trả giá cao để đảm bảo nguồn cung khí đốt của mình. Vào tháng 3 năm 2022, chính quyền ông Joe Biden và Ủy ban châu Âu đã đồng ý mở rộng thương mại khí đốt giữa Mỹ và EU theo ít nhất là 50 tỷ mét khối mỗi năm vào năm 2030. Tính đến tháng 12 năm 2022, xuất khẩu LNG của Mỹ sang châu Âu và Vương quốc Anh đã chiếm tới hơn 42% tổng lượng LNG nhập khẩu vào châu Âu. Hiện nay, LNG của Mỹ đã trở thành nguồn cung khí đốt lớn thứ hai của châu Âu sau khí đốt qua đường ống từ Na Uy. Do đó, kế hoạch mở rộng thị trường LNG của Nga có thể gây ảnh hưởng lớn tới vị thế hiện có của Mỹ. Các lệnh trừng phạt và việc giảm bớt hoạt động giao dịch của dự án Orsted LNG-2 đã thu hút sự chú ý của Total Energies của Pháp và Japan Orsted LNG của Nhật Bản. Liên danh giữa Mitsui Co. và Jotmet, mỗi bên hiện đang nắm giữ 10% cổ phần trong dự án và cảnh giác về tác động của các biện pháp. Không rõ là liệu các công ty Pháp và Nhật Bản có cần giấy phép bổ sung hoặc là sự miễn trừ từ chính phủ Mỹ để tiếp tục thực hiện dự án hay không. Vào hôm thứ Ba, thì Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Yasutoshi Nishimura nói rằng, một số tác động từ đòn trừng phạt lên Artis LNG-2 đối với hoạt động kinh doanh LNG của đất nước ông là không thể tránh khỏi. Ông cho biết Nhật Bản sẽ hợp tác với các nước trị bẫy để đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng ổn định cho quốc gia này trong khi đó thì Total Energy cho biết vào tuần trước họ đang đánh giá tác động của các biện pháp trừng phạt đối với dự án mà họ có tổng lợi ích là 21,5% thông qua việc nắm giữ cổ phần tại Novatech. Cuối cùng thêm một lời kết, Emily và cộng sự rất mong quý ông bà, cô chú và anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV E-Post Time. Kính chúc quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an.